cũng có đem theo mấy cái dụng cụ như là bẫy chuột nè, câu cá dồ, lưới. Mình đi ra xong cái bé xong rồi chắc nếu mà tình hình êm êm thì mình chạy ra biển luôn nha các bạn. Thì bãi núi cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng với hai chú cháu đi xong cái bé săn hung rô nha. Mình chạy xuống tới cây xăng kia mình ghé đổ xăng nha. Đây mình đi tới này là chợ Minh Lương nha các bạn. Trước mặt mình là chợ Minh Lương. Rồi mình đi tắt đường tắt này để mình tránh được lục bình nha các bạn. Chứ nếu mà mình đi đường chậm chẹt thì nó lục bình nhiều mà nó xa nữa các bạn ơi, cho nên là mình đi đường tắt. Mình chạy theo cái con kênh dọc bờ lộ của chợ Minh Lương là mình chạy thẳng hoài là ra tới sông Cái Bé nha các bạn. Mép ở trên bờ này là chợ nha các bạn. Đây mình đi chạy dọc theo cái con sông này nè. Đây mình ra tới sông Cái Bé nha các bạn. Chỗ này là cống ngăn mặn sông Cái Bé. Trước mặt mình là cái cống này. Cống này đóng hay gì vậy? Để trước bên đây nó có mở không Út? Đèn xanh là chắc có mở đó. Rồi đèn đỏ là cống đóng rồi các bạn ơi. Chưa cống không có xả cống rồi. Bây giờ mình chạy xích vô trong nha các bạn. Mình chạy xích vô trong mình kiếm chỗ mình săn hung rô coi. Cống đóng rồi.
Đây mình dọn đồ lên cái chỗ này nha các bạn. Mình tối nay mình ở đây. Đây có ở đây chỉ có được cái bãi này trống à. Rồi mình bắt giỏng dưới bắt liều ở chỗ cái bờ cao này. Đây chỉ có chỗ này trống thôi, chứ còn như là lá không à nha các bạn. Đây gừng lá không à. Đây có được đám lá lốt luôn. Bằng chứ bằng nha các bạn, chứ bằng kho cá ăn rất là ngon, bằng chín. Mình dọn lấy lên đi, mình cắt chuối rồi mình móc đi, rồi mình đi thả sớm đi, khỏi đợi tới chiều đâu. Bữa nay xuống dưới đây là gắng cố gắng quyết định săn được khung gô bự rồi. Bể chuột đó hơi mình kiếm kiếm khóm mình khóm hay dưa hấu gì đó mình đặt theo mấy cái đám lá này thử coi có chạy chuột không. Đây lưới đó hơi đem ra giăng đó kiếm kiếm cá chịu khôi. Còn cái lưới này ngày mai mình đi ra biển nha các bạn. Mai mình phải chạy vòng chạy ngược trở lại chứ mình không ra cống được, cống bít cống rồi. Để đây đi, hơi móc chuối luôn. Đây mình ra tới đây là giờ này đúng 1 giờ nha các bạn. Đây 1 giờ. 1 giờ thì mình móc chuối chắc vòng vòng chắc cũng 2-3 giờ rồi mình thả luôn nha các bạn, chứ mình không có đợi tới chiều. Ở đây là bà con trồng cao với dừa không nha các bạn, cao dừa với khóm. Mình ở chỗ này là hiện tại là cái chỗ này là lô 7 vườn cao. Đây tiếp tục lại là mồi chuối tầm 2 thôi. Đây mình ra đây mình thả câu cái dầu nha các bạn. Đây hồi trưa giờ mình xuống tới đây rồi mình móc mồi đồ. Đây giờ mình thả, giờ này 4 giờ rồi. Tính thả luôn mà hồi trưa nó nắng quá cho nên mình không có thả. Để trời mát mát mình thả. Kiếm hung vô bự ra. Cặp cặp mấy cái mé chà. Mình thả tới câu câu viền rồi câu chai nữa nha các bạn. Hai thứ luôn.
nên mình thả câu chay luôn nha các bạn. Đây mình đưa, mình hai mấy chay nè, mình thả con chuối luôn, mình thả vòng vòng đây luôn. Câu chay lục bình này bao bữa cống xả nước mặn vô cái gì héo đầu á. Anh em chuột đem bẫy chuột xuống đặt với lục bình mà thấy lục bình này không im cháy lá này. Buộc với mấy cây đó luôn, ăn vòng mấy cái đám lục bình này đó. Nãy lúc trưa cái cống xả chảy quá trời chảy luôn, bệnh trôi ra phải chưa, mình đi đường chầm chẹt là khỏi đi luôn á. Anh đi đường tắt, trốn vô đường tắt đi đường Minh Lương. Đây, chiều mình dời ra cái bè này, mình ở trên cái bè này nha các bạn. Trong kia dắt với mũi quá trời các bạn ơi. Cho nên chiều mình dời ra đây luôn rồi. Giờ tối rồi, giờ này 8 giờ rưỡi rồi, mình đi thăm câu cá dồ với câu thả cá dồ với câu trai nha các bạn. Câu trai cũng thả cá dồ luôn, hai viền mình thả chiều á. Mà mình bẫy chuột mình không đặt được rồi, giờ mình đi thăm câu thôi, thăm câu trai chứ. Quay máy vô đi, gần sát bên đây sẵn ở đây giữ câu luôn. Tối nay gió lạnh này ha. Còn chống hay gì? Cậu lý dính hả? Dính đây ngon. Lôi chống hả? Lôi vô. Lôi làm sao thấy nó chưa? Thấy rồi, thấy không? Dạ. Kìa cái đầu kìa. Ôi chạy cái trái tiêu luôn rồi. Út làm gì Út? Đó anh chỉ chạy đây, thấy đâu hả? Dẹt hết lục bình ra cái. Cho nó trống chảy ra, ổng đít cá chà bá luôn kìa, ổng đít rồi các bạn ơi. Im có đồ ăn rồi, phăng cái dây găng á, rồi tay cầm vợt sẵn đi, đi là nhịn luôn á. Chừng xuống sông luôn, cái sùm xuống sông luôn đó.
coi cái vợt trước kìa, cái vợt coi nó ngay ngắn gì chưa. Gì mạnh quá, mạnh. Bây giờ buông vợt cái đây, khỏi vợt đi, giục nó lên bẻ đò luôn nè, một hai kéo văng quăng lên luôn nè. Hung gô rồi, có hung gô rồi Quang ơi. Chừng nó bị nhủi đậu xong đó. Chịu con dây lại cái ông hơi ruột nó luôn bây giờ nữa. Không thấy con cá là sao xúc kìa, con cá chà bá luôn kìa. Ôi ôi quá trời bự rồi, đưa coi, đưa coi. Dập chìm chai luôn, cá chà bá luôn nè. Quá bự rồi, ôi ôi. Ủa con hung gô. À sợ con hung gô rồi. Dạ. Ôi ủa con hung gô. Tiếp đi. Dìu dìu nó lên tới mặt nước á. Bạn ơi lên hàng. Một em hugo. Em này dám có 2 kg, 2 kg mấy á. Quá đã luôn rồi. Vô rồi. Quá im, quá im. Một chú. Còn nó nhảy. Nghỉ gai luôn. Mạnh ghê hồn rồi chứ. Vậy mà mình lại nó không không liệt chai ha. Nghiêu cỏ hả? Trời, thấy nhõng nhõng đầu thế nào đây. Còn ngồi không? Anh mời không? Anh mời cắt chuối móc lên luôn. Quá bự luôn. Quá đã, quá đã. Câu chai được con một giờ mình thăm câu luồng luôn nha các bạn. Câu chai được con một. Con cũng 2 kg mấy. Hai chú cháu về các bạn ơi. À, được có một em rồi. Em này cũng bự á. Em này chắc cũng cỡ 2 kg mấy.
Một em này không biết bây giờ làm cái gì ăn luôn. Quá trời con cá nó mập. Lên đi, mình lên đi rồi đem đèn lên đi. Giờ mình mặn nó thì mình lấy ha, mình lấy 1 khúc 2 khúc mình chiên mình ăn cơm ha. Đèn bỏ giữa này không? Dễ nè. Trời trời gầm quá trời, không biết tối nay sao đây nữa. Cầm vô trong con dây á, cầm cái cây vô giữa con dây á. Ụt chấm 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 mà câu không ăn ta. Đây mình ngâm mấy thằng câu đây nữa nè. Ngâm 2 thằng câu đây nữa. Phao nè. Ngâm ngâm rồi sáng nó kiếm hên rồi. Trời chớp trời gầm quá trời, không biết sao đây. Giờ bắt nồi cơm lên đi, nấu cơm đi rồi làm mình làm nó mình cắt ra mình lấy 2 khúc mình chiên đi, mình chiên ăn cơm, còn như mình bỏ thùng đá đi. Đây, chiều mình ở đằng kia mình gom được mớ củi với mớ lá dừa. Nồi nấu cơm đi. Đây. 2 khối cá quá bự. Chiên. Chiên chút 2 chú cháu ăn cơm mà. Cơm thì nấu chín nè. Trời gầm quá trời, đang biết tối nay làm sao thế nào đang biết nữa. Wow. Nước này không chảy chắc cá nó không đi hay sao mà câu nó không ăn ta. Đây, thành quả cá chiên nha các bạn, ăn với rau sống cà chua leo chấm nước mắm bằng dầm. Trong chén nước mắm mình là có bằng nha các bạn, đây bằng dầm nước mắm. Đây, Bãi Núi cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với 2 chú cháu nha. Tối nay giờ này cũng 10 giờ rồi thì mình làm cơm mình ăn thôi. Thành quả thì được 1 chú hung gô bằng dầm nước mắm mới, còn gì bằng nữa Út. Hấp dẫn. Hấp dẫn không? Ok. Hai cơm thôi. Có bữa cơm ngon lành. Chỗ này nó không hột chặt. Cúng đi. Cơm là cúng đi. Dầm nước mắm hết.
cô chú anh gì bác dượng gì đó về ăn cơm với hai chú cháu nha. Tối nay cho hai chú cháu định cư ở trên đây ngày, đi xuống Bắc sáng ngày mai dính cá nhiều nhiều nha. Hồ đậu cho nó đi, qua nó khổ nó đi sang Bắc nó kiếm cá ăn về ăn ủng hộ nó đi. Rồi mới nói mời cô chú anh chị và các bạn dùng bữa cơm tối nha. Mời các bạn thưởng thức miếng hung gô của sông Cái Bé ơi. Mắm bằng sắp chở không? Thôi đây biết nữa. Ăn được, nó mắm bằng chua chua ăn được, đẹp miếng rau chấm chua chua ăn khác mà là nước mắm đâu không? Nó khác lại bằng mà. Mình làm hết con thì ăn hết nha bạn, cho nên mình làm lấy hai khứa đó. Còn như mình để tủ hôm nay về mình nấu cái món bún nước lèo cá cha. Có ngày cũng mưa lạnh lắm á, trang bị sẵn rồi đó, chùm cái tiêu su lên trên giống mùng này không đó. Ấm rồi hả? Thì ấm rồi thôi, bắt cái liệu rồi hả? Ngủ nửa liệu thôi, còn nửa liệu nằm đó cạnh đó, nhớ buộc hai dây lại hả? Cái dây buộc cái dây này vô cái sắt này nè, không buộc tối quên lăn cái ầm cũng không, cái từ mở ra. Cô chú anh chị các bạn có một giấc ngủ thật ngon nha. Giờ hai chú cháu xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn.